Sáng mùng 3 tháng 3, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và tặng quà một số nhà báo và nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố Cần Thơ. Đoàn đã thăm hỏi sức khỏe nhà báo, nghệ sĩ Lão Thành, đồng thời tri ân những đóng góp to lớn cho sự nghiệp báo chí và văn nghệ, văn hóa của thành phố Cần Thơ nói riêng cũng như đất nước nói chung. Các nhà báo và nghệ sĩ đã bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động trong chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, và triển khai kế hoạch công tác báo chí xuất bản văn hóa văn nghệ năm 2022. Triển lãm Nhà báo vẽ nhà báo và bộ sưu tập áp phích chống dịch COVID-19 của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã được khai mạc sáng nay tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Triển lãm diễn ra nhằm chào mừng đại hội lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam thành công tốt đẹp và mở đầu các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4 năm 1950 21 tháng 4 năm 2022 tham dự triển lãm có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. 100 bức chân dung nhà báo cùng bộ sưu tập tranh áp phích chống dịch và mẫu áo dài thời trang họa tiết chống dịch của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và nhà thiết kế Minh Hạnh được ra đời trong hoàn cảnh nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vừa cách ly vì dịch vừa bị liệt nửa người do tai biến. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chọn cho mình cách vẽ để chiến thắng bệnh tật, hầm nóng đam mê vẽ đã có từ lâu, đồng thời cũng muốn đóng góp cho công cuộc chống dịch Covid-19 của đất nước. Là một cây bút được nhiều bạn đọc yêu thích, say mê viết văn, viết sách và đặc biệt yêu thích vẽ chân dung các đồng nghiệp. Trong những bức vẽ đó, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều gương mặt các tổng biên tập, các nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ được nét vẽ tài hoa của ông phát họa. Thế giới màu sắc trong các bức vẽ của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là thế giới tình cảm, nhân văn, hướng tới cái đẹp và tình yêu thương con người. Triển lãm Nhà báo vẽ nhà báo được diễn ra từ ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam. Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch vào ngày 15 tháng 3 tới, Tổng cục Du lịch đã xây dựng các phương án, lộ trình đón khách quốc tế trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an toàn, khoa học, và hiệu quả. Để chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch vào ngày 15 tháng 3, từ nay đến khi mở cửa lại du lịch có rất nhiều công việc cần phải triển khai, trước hết là công tác phối hợp với các bộ ngành để hoàn thiện phương án đón khách du lịch quốc tế an toàn, khoa học, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để mở cửa lại một cách an toàn và khoa học, đối với lĩnh vực du lịch thì rất cần có cái sự hỗ trợ đồng hành của tất cả các bộ ngành liên quan đặc biệt là cái sự tham gia của các địa phương cũng như là các doanh nghiệp với những cái biện pháp và những cái lộ trình và chúng ta đã có những cái thử nghiệm trải nghiệm như vậy sẽ là những cái căn cứ rất là quan trọng để cho du lịch Việt Nam trong cái quá trình mở cửa lại à, lại hoạt động du lịch của mình trong điều kiện bình thường mới sẽ đạt được cái hiệu quả đề ra. Với gần 9.000 khách quốc tế đến Việt Nam từ khi thực hiện chương trình thí điểm từ tháng 11 năm 2021, tuy không nhiều nhưng là con số đáng khích lệ cho ngành du lịch đẩy mạnh hoạt động trong thời gian mở cửa tới đây. Toàn ngành du lịch đã sẵn sàng và chuẩn bị tốt nhất để từ ngày 15 tháng 3, du lịch Việt Nam chính thức mở cửa lại trong điều kiện bình thường mới. Mở cửa vẫn luôn đặt yếu tố an toàn phòng chống dịch là điều kiện tiên quyết.